thoại của chị ấy bây giờ luôn. Đưa Thiên ơi. Dạ xong rồi chị. Chụp 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 lại giùm chị cái hình với cái luôn thi. Kể anh chị chụp cho em thấy cái ấy xí. Zalo luôn em, Zalo luôn cho nó dễ ấy hình ấy đồ. Có gì chị chụp qua cho em xem nghe chị, khoảng mấy tiếng sau mà. 12 12. Mụn bay vô mũi. Bên Facebook hả chị? Chị có dùng Zalo không? Do em ít dùng Facebook á. Em nhân viên em trả lời nhiều quá. À, chị bấm đi 0905 712 220. Dạ rồi 220. Dạ. Dạ kiệt 7. Được rồi chị. Dạ. Mụn gì mà rơi rớt tùm lum. Bực rồi đó. Mới bình thường hết chứ chị. Việt Liên không dậu chị. Còn tím nữa chị. Em không sợ tím mà tím thì bình thường bự hết. Em lấy máy em chườm thôi em chùi đi em lấy máy em chườm nóng cho chị đi. Lấy máy của mình á. Cho em đâm á chị. Hôm nay ấy lạnh rồi chờ ấy nóng được rồi đó.
40 đó hả em? Dạ, 40 nó hơi nóng. Không, được đó. Có bao phục hầu lên đó cũng khăn khủng. Trong cùng chị. Mình sẽ ăn bay vô lỗ mũi không? Rất vô rồi. Tê nó mạnh quá đi, làm cứng cái màu lên được. Lừa thằng má. Ừ, mỗi lần dùng tê mới nên là không có vấn đề. Ờ, mà ra hồi nãy ngu ghê. Ok chị. Nó cháy. Tê cũ rồi bữa hôm qua chị ấy kìa, không đâu vấn đề gì đâu. Tê mới nên ghê, sợ lắm. Chị dòng não đau chim ghê giật nè, chuẩn bị giật mấy phát nữa. Hình như hồi nó ăn hàng cũng tê mới đúng không? Tê mới. Ừ, thôi. Không phải là do tim đâu, do tê đó. Tê trắng luôn màu luôn. Cho vô mũi. Được mấy phút rồi em thấy cho nó tan tan là được, để cho nó tan tan đi, lâu lâu xíu cũng được, về nó nhanh tan. Không nói chị ngày mai chị ấy không rảnh ghé qua em chườm cho xí, cho nó đỡ phải chườm trứng, đỡ phải lăn trứng.